Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Giai TV. Lời đầu tiên, Bà Giai xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này thì Bà Giai sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn. Đây là cái bài viết mà rất nhiều khán giả chia sẻ và ủng hộ khá nhiều ở trên cộng đồng hội nhóm yêu mến bóng như thế này. Mục đích của tụi nó là chỉ muốn là kéo dài cái drama này thôi, để là cho những cái người yêu thương và ủng hộ mốn mệt mỏi rồi chán nản để là không phải ra tòa và né tránh cái chuyện sau cây. Cho nên là mọi người ơi, đừng có nản lòng nhé. Không lẽ là tất cả cộng đồng mạng theo dõi và ủng hộ hơn một năm nay rồi, chúng ta là bỏ cuộc hết hay là sao? Ai chứ tôi thì không nha. Nó lôi hết người này, chu chéo người kia. Mà tại sao khi mà Phương Anh lên chửi, nó không dám đứng ra để mà bênh vực? Phương Anh lên bài chửi thẳng mặt từng người, ngáo Mỹ, sạc Pháp, kể cả hai mẹ con của nó, mà sao không thấy ai đứng lên để mà phản biện hết vậy? Rồi cuối cùng tụi nó cũng bắn tỉa bên nhóm của mốm mà thôi, bởi vì nó ganh tức. Mọi người ơi, cố lên nhé, sắp kết thúc rồi. Chung tay tiêu diệt loài sâu bò để người mất được thanh thản. Đây là một cái bài viết kêu gọi trên cộng đồng yêu mến mốm. Rõ ràng là khán giả rất là bức xúc, bởi vì bên kia đó họ cố tình không chịu sao kê và muốn kéo dài cái câu chuyện này để cho cộng đồng mạng phải mệt mỏi và bỏ cuộc. Cũng như là mốm sẽ không bao giờ biết được cái số tiền phúng điếu của ba mình là bao nhiêu. Chưa dừng lại ở đó, họ còn là đem cái thân phận của mốm ra, con nuôi con ruột để mà công kích. Và nghe đâu đó một cái tin đồn là họ đang bắt tay với bên thứ ba kia để quyết tâm công kích vào thân phận của mốm, để khiến cho mốm phải là tiêu tan sự nghiệp và sẽ trốn tránh về cái việc sao kê. Đây là hành động bị ổi. Khán giả đã nói rồi, cái việc mà mốm có là con nuôi hay chăng nữa thì họ vẫn chấp nhận, bởi vì là họ yêu thương mốm, là yêu thương cái tính của mốm và yêu thương cái việc mà cố nghệ sĩ đã nuôi dạy mốm trong suốt mấy chục năm qua. Còn cái vấn đề nuôi ruột thì không là cái nghĩa lý gì nữa, bởi vì mốm đang là cái người thừa hưởng hợp pháp nhất từ phía cố nghệ sĩ. Tài sản đứng tên mốm rồi và khán giả đã thương mốm trong suốt một năm qua rồi, thì không có lý gì mà cái thân phận con nuôi của mốm làm đảo chiều loại lại mọi thứ đâu. Nhưng không biết sao họ lại cứ tiếp tục đem cái câu chuyện này lên. Đây là những cái câu chuyện mà họ thiêu dạch lên để mà cố tình hạ bệ mốm và đồng thời bảo vệ gia trong cái việc sau cây. Và mốm cũng đã lên cái cảnh báo yêu cầu bên kia dừng lại, không dùng cái thân phận mình câu view câu like trên mạng nữa. Nhưng không biết họ sẽ làm gì. Mình biết là họ sẽ không dừng lại, họ tiếp tục làm những cái việc như vậy để nhằm câu view câu like, để mà kiếm tiền cũng như là cố tình kéo dài cái drama này lê thê để có lợi cho gia trong cái việc sau cây. Và họ có một cái hành động nữa và chỉ cái mũi nhọn vào là Nguyên Vũ, bởi vì Nguyên Vũ từng lên tiếng xác nhận là đã làm ADN của mốm với cố nghệ sĩ rồi, nhưng mà chưa công bố ra thôi. Và bây giờ họ đang lên là làm mọi cách để công kích, để làm sao là Nguyên Vũ lên tiếng. Nhưng mà Bà Giai tin rằng Nguyên Vũ là một cái người vừa có tâm vừa có tầm và cũng đủ thông minh để là không mắc cái bẫy mà họ giăng ra. Nguyên Vũ cũng đã nói rồi sẽ không tham gia vào trong cái câu chuyện của mốm nữa, chỉ là âm thầm phía sau để hỗ trợ cho em gái của mình thôi. Cho nên là Bà Giai tin là Nguyên Vũ sẽ không lên tiếng. Cái việc bây giờ là tung ADN hay là không tung ADN cũng không quan trọng nữa, bởi vì mốm đã đứng tên tài sản rồi và mốm được pháp luật công nhận là con hợp pháp của cố nghệ sĩ. Và cái người thừa kế ở hạng thứ nhất, hợp pháp của cố nghệ sĩ, chúng ta rất là tin tưởng ở cái điều đó. Cho nên cái chuyện là họ công kích như thế nào cũng không còn quan trọng nữa, quý vị và các bạn. Khán giả khi mà chứng kiến và xem những cái câu chuyện họ đăng lên đó thì chúng ta cũng nên là chắc lọc thông tin nghe quý vị và các bạn, không để cho họ dẫn dắt bởi những cái câu chuyện như vậy. Và kính thưa quý vị và các bạn, Bà Giai cũng vừa đọc được một cái chia sẻ phải nói là vô cùng hay từ một thành viên hội nhóm ủng hộ mốm lên án bài chia sẻ như sau. Trở về cái câu chuyện ADN và các phe anti-fan đang là quay lại và tấn công những cái người trong cuộc mấy ngày qua. Theo cá nhân của mình nhận định đó, như thế này. Nếu như đã có bản xét nhận ADN thì nó được xem là thượng thương bảo kiếm, đồng nghĩa mốm chẳng cần làm gì trong lúc này cả, chỉ cần là hành động khi và chỉ khi cần thiết mà thôi. Giả sử như mốm là con nuôi thì sao? Xin thưa, cũng chẳng sao cả, vì giấy tờ hợp pháp đã được xác nhận từ Ủy ban Nhân dân quận rồi, thì không còn gì để đáng bàn cãi. Và bà Lục có muốn kiện giấy tờ của mốm đó thì mạnh dạn mà kiện luôn Ủy ban Nhân dân quận đi. Đừng có mà kiện mốm để làm gì. Nếu mà bộ hồ sơ không có chữ ký của cố nghệ sĩ thì sao? Thì mọi thứ phải cần rất nhiều bằng chứng khách quan để mà thuyết phục quan tòa, như là mốm có thật sự được cố nghệ sĩ cưu mang và nuôi từ 5 ngày tuổi hay là không. Cái chuyện này có má Tư Quốc Thanh là cái người xác nhận sự việc trên. Mốm đã sống cùng với cố nghệ sĩ cho đến khi lập gia đình đúng không? Đúng.
hộ khẩu gia đình và học bạ xin nhập học là một cái minh chứng cho cái điều này. Có nghệ sĩ có hoặc là đã từng xác nhận mốn là cái đứa con gái duy nhất với ai hoặc là với truyền thông hay là chưa? Chắc chắn là có. Cố nghệ sĩ đã từng xác nhận ở trên truyền thông rất nhiều lần và có rất nhiều cái tri kỷ bạn bè thật sự của ông làm chứng. Có thông tin là cố nghệ sĩ đã từ mặt mốm và không nhìn nhận mốm là con nữa, đúng không? Dĩ nhiên là không. Xin thưa, là cho đến tận cái thời điểm này chưa có một cái văn bản từ cấp chính quyền nào xác nhận là cái sự việc ở trên là đúng cả. Sổ hộ khẩu vẫn còn đầy đủ tên vợ chồng của mốm ở trong ngôi nhà số 5. Thì thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Làm sao để mà chứng minh và xác nhận những cái thông tin trên là đúng thì chúng ta có di vật hình ảnh các cái bài báo và chính miệng cố nghệ sĩ cũng đã xác nhận những cái điều đó trong các video clip được chia sẻ ở trên truyền thông. Và đó cũng chính là cái lý do vì sao chúng ta đến với drama này và hãy luôn tin là tà sẽ không thể nào mà thắng tránh được cho dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào. Kính thưa quý vị, còn quý vị và các bạn thì cảm nhận như thế nào? Kính thưa quý vị và các bạn, cái việc mà họ nói ba mẹ ruột của mớm còn sống hiện đang ở Đồng Nai, Hậu Giang gì đó thì đó là cái câu chuyện mình thấy rất là hoang đường. Nhưng mà không biết sao họ vẫn đem lên mạng mà nói. Và mình nghĩ đây là một cái chiêu trò thôi. Họ cố tình tạo hiệu ứng tò mò để khán giả vào kênh của họ để mà xem và vô tình họ được hưởng lợi mà thôi. Khán giả cũng nên là chắt lọc những cái thông tin. Chúng ta chỉ quan tâm hai những cái vấn đề. Đầu tiên là cái vấn đề kiện tụng của mớm. Thứ hai là cái vấn đề là ca hát kinh doanh của mớm. Còn cái chuyện sao kê thì sau khi những cái việc pháp lý xong rồi tới cái việc sao kê. Bởi vì họ đang đánh vào cái tò mò của khán giả thôi. Họ đưa lên những cái tình tiết phải nói là lạ lùng, vô lý để mà khán giả tò mò rồi sau đó vào xem trên kênh của họ. Có một số người họ đến với cái drama này với cái hai từ sao kê nhưng mà sau này họ quá mệt mỏi bởi vì qua hơn một năm qua rồi vẫn chưa đưa ra được cái kết quả là họ chọn cái cách rời đi. Còn một số người ở lại thì vẫn đang tiếp tục đấu tranh và cũng muốn là khán giả đừng nên mất kiên nhẫn, hãy cho mốn một chút thời gian để mốn có thời gian kiếm tiền rồi sau cái câu chuyện pháp lý xong rồi mang cái số tiền buôn bán kinh doanh phục vụ lại cái việc sao kê. Hy vọng khi mà mốn thắng kiện rồi có một sự nghiệp vững chắc rồi thì sẽ dành thời gian tâm huyết nhiều hơn để đưa ra được cái kết quả của hai cái từ sao kê nghe quý vị. Đây là một cái điều mà rất khán giả mong muốn trong drama lần này. Còn phía bên đối lập thì mình tin vẫn tiếp tục như vậy thôi, vẫn tiếp tục câu kéo thời gian, câu kéo thời giờ để không phải đưa ra cái vấn đề sao kê. Bởi vì họ biết nếu mà họ đưa ra thì chắc chắn là dính đến pháp luật. Và trong buổi sáng ngày hôm nay cũng có một cái tin vui nghe quý vị, đó là Hồng Ni thông báo sẽ về Việt Nam để mà kịp dự hai cái sự kiện lớn của mớm nghe quý vị. Đó là cái show Phòng Trà ngày 4 tháng 5 và cái lễ khai trương shop thứ 3 của mớm vào lúc 16 giờ ngày 5 tháng 5. Thì hy vọng là Hồng Ni sẽ về kịp để là dự được hai cái sự kiện này. Rất nhiều người vẫn mong muốn là cái sự kiện quan trọng của mớm đều phải có mặt Hồng Ni. Bởi vì Ni là ân nhân của mớm, Ni đến với cái drama này để giúp cho mớm rất là nhiều thứ trong cái câu chuyện kinh doanh, ca hát, đặc biệt là cái vấn đề là kiện tụng. Hy vọng là chị gái là Hồng Ni sẽ về kịp để là dự hai cái ngày quan trọng của em gái mớm. Và ngày hôm qua cũng có cái tin cũng rất bất ngờ, đó là một cái cô Việt Kiều Đức có đến nhà của mớm mua những cái món quà để là tặng các anh em YouTube trước nhà. Đó là ngày hôm qua thì một cái Việt Kiều đó quý vị đã bỏ ra một cái số tiền và mua là 20 cái vé để mà tặng cho các anh em YouTube để vào xem mốm diễn. Bởi vì chúng ta biết cái show ở Phòng Trà này vé rất là cao, từ 300 đến 500 ngàn đồng. Mà Việt Kiều này sẵn sàng bỏ ra là 20 vé để là tặng các anh em YouTube để có thể là vào ở trong đó xem mốm diễn cũng như là đưa tin về cái show diễn của mốm. Chứng tỏ là cái người Việt Kiều này cũng rất là yêu thương mốm cũng như là chịu chơi và chịu chi nghe quý vị và các bạn. Và mình biết là có thể là Việt Kiều này họ muốn là YouTube đó đi theo mớm rồi quay rồi đưa tin rồi chia sẻ về cái câu chuyện của mớm cũng như là anh em sẽ đỡ tốn một phần chi phí bởi vì Phòng Trà vé thì rất là đắt, từ 300 đến 500 ngàn. Thì mình nghĩ cái hành động của cô Việt Kiều Đức này chính là một cái hành động nói lên cái tình thương của Kiều Bào đối với mớm. Nhưng thưa quý vị và các bạn, nếu có tin mới thì Ba Giây sẽ đăng tải trong các cái clip tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên ủng hộ mốm và ủng hộ Ba Giây bằng cách đăng ký kênh và bấm nút like và chia sẻ video clip này để có thêm động lực để Ba Giây tiếp tục làm những tin hay để gửi đến tất cả quý vị và các bạn trong câu chuyện drama Sóng Gió Gia Tộc. Và Ba Giây xin tạm dừng video ở đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.